Trấn Thành nói nghề diễn xuất rất chua chát. Sau phát ngôn ồn ào đời nghệ sĩ chua chát, Trấn Thành tiếp tục gây chú ý khi đưa quan điểm diễn viên cần cọ sát mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát. Tại sự kiện về diễn xuất do Katy Uyên tổ chức ngày 16 tháng 8, Trấn Thành xuất hiện với vai trò khách mời để chia sẻ kinh nghiệm với diễn viên trẻ. Khi bàn luận về diễn xuất của những người mới vào nghề thông qua phim ngắn, đạo diễn nhà bà nữ đưa ra nhiều ý kiến khá mạnh. Trấn Thành nói nhiều diễn viên trẻ còn diễn chưa thực sự chân thật với nhân vật. Anh cho rằng ekip bán phim cho mình, anh thậm chí đòi lại tiền. Nam diễn viên sau đó tiếp tục gây tranh luận với phát ngôn về nghề diễn viên. Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Nếu được đào tạo, cọ sát mình mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát, Trấn Thành nói. Phát ngôn của Trấn Thành tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên lại có phát ngôn ồn ào sau câu nói đời nghệ sĩ khó nuốt cách đây không lâu. Nếu thấy cực quá thì đổi nghề, ai bắt theo nghề, cứ phải than khổ suốt, phim thu vài trăm tỷ đồng thì nghĩ đi ai bắt đâu mà than. Trấn Thành từng bỏ tiết chạy xô lúc học sân khấu điện ảnh mà là một số bình luận của người dùng mạng. Trong buổi trò chuyện với sinh viên trẻ, Trấn Thành còn nói rằng sự thật luôn đau lòng vì có nhiều người muốn chọn nghề mình thích, nhưng không phải ai cũng làm được. Rất khó để làm hài hòa cái mình giỏi và điều mình muốn. Nếu muốn có nhiều, ít ra mình biết có giới hạn nào vượt qua và có đi đúng đường không. Một là các bạn có tất cả, hai là các bạn chẳng có gì hết. Tôi rất sợ khi tôi nói cái gì ra sẽ làm mất tinh thần của mọi người. Nhưng vì tôi muốn tốt cho các bạn nên phải nói thật, Trấn Thành nói. Trong chương trình của Thu Minh hồi cuối tháng 6, Trấn Thành nói về việc khóc trước khán giả, sau vụ khóc nức nở, chia sẻ đời nghệ sĩ khó nuốt tại sự kiện. Người ta nói Trấn Thành hay khóc, diễn và gây chú ý. Bao nhiêu lần khóc, tôi đều bị mang ra miệt thị. Đây chính là feeling sa mình, miệt thị cảm xúc. Vấn đề là tôi không dừng được. Mọi người nói tôi không kiểm soát là không đúng. Tôi luôn muốn mình không khóc, Trấn Thành nói. Đạo diễn Bố Già nói khi về xem lại, anh hiểu lý do khán giả khó chịu với mình, vì với ngữ cảnh đó chỉ có anh hiểu và rơi nước mắt. Nhiều khi xem lại tự cảm thấy mình khùng. Quý vị nên hiểu là tôi không muốn khóc, anh chia sẻ.